Em Quỳnh ô tô cũ Yên Bái chào tất cả các bác nhá. Hôm nay lại review cho các bác một con Vios sản xuất 2010 bản e xịn nhá, không taxi dịch vụ đây. Xe đẹp long lanh. Biển 15 Hải Phòng anh em nhá. Biển này nói chung anh em nào không thích thì em rút sang tên cho anh em. Giới thiệu qua cho anh em xem nhá. Đèn sáng bóng luôn này. Đèn gầm quá nét luôn này. Đẹp long lanh luôn. Lốp. Lốp thì mới cả dàn anh em nhá, nhìn này. Cái lốp này là anh em đi còn phải ít nhất 3 năm nữa là răng mới. Tích hợp xi nhan trên gương của anh em nhá. Bản đủ mà, bản e xịn đấy. Không một ngày taxi dịch vụ đây. Táp đi cánh cửa chưa mòn này anh em nhìn này. Chưa mòn luôn nhá. Một xe đầy đủ luôn. Quay về nội thất cho anh em xem. Nội thất thì con này màu kem anh em nhá, trần đã lên trần 3D 4D rồi. Nghe này. Ghế lái được trang bị thêm cả cái này ngồi cho nó đỡ êm mông đây anh em ạ. Sạc này, tay phanh này, cần số đẹp luôn anh em nhá. Màn hình to như bàn tay luôn. Màn hình ăn là rồi, cam mùi đầy đủ anh em nhá, cảm biến đầy đủ. Màn hình to đẹp luôn. Xe thì quá đẹp luôn rồi. Vô lăng con này đã nên vô lăng méo rồi anh em nhá. Để 2.10 bản đủ là nên vô lăng méo rồi. Xe thì quá đẹp, quá chất luôn rồi. Loanh quanh cửa tiền hơn 200 triệu thôi. Đúng 232 triệu anh em có mẫu xe. Nội thất nhìn là ghế sau đẹp long lanh này anh em nhá. Sàn thì vẫn sàn cao su. Anh em nào nếu không thích mà sàn cao su em nên cho sàn 3D luôn. Đẹp long lanh luôn, phải suy nghĩ. Xe quá đẹp, quá sạch sẽ luôn. Tao đi cánh cửa sau đây anh em này. Quá đẹp. Màu đen này cũng dễ đi anh em ạ. Lốp sau này. Chỉ vành lốp vẫn còn nguyên anh em nhá. Cua lốp này vẫn đầy đủ luôn này. Để mà nói về bản E thì nó mới có phanh đĩa ở sau anh em nhá. Anh em để ý, nếu bản Nimo là không có đâu. Xe màu đen thì quá rực rỡ rồi. Xe này em vừa về xong nhá. Biển 15 Hải Phòng, anh em nào Hải Phòng đi rồi vào mang em này về luôn, cũng cùng đất nhà mình đây rồi. Dàn lốp thì đẹp này. Màu đen thì dễ đi. Ai cũng có thể đi được. Đấy. Chắc chắn, cửa chắc chắn lắm anh em ạ. Xe thì cực chất luôn rồi. Loanh quanh cửa tiền hơn 200 triệu thôi. Anh em nào muốn ăn chắc mặc bền ấy thì là chơi cái dòng này. Vừa lành lặn và nó lành. Chi phí sửa chữa nó cũng rẻ. Thật thì quá đẹp, quá tươi luôn. Nên vô lăng méo rồi anh em nhá. Đèn rực rỡ. Lốp này anh em nhìn thấy lốp xưa không? Quá là mới luôn. Mới thay dàn lốp mới luôn. Xem đăng kiểm của đến bao giờ nào. Đăng kiểm của nó còn đến tháng 2023 anh em nhá. Thoải mái đi luôn. Sang năm mới hết đăng kiểm. Tổng thể một con Vios sản xuất 2010 và loanh quanh hơn 200 triệu thôi. 232 triệu là anh em có mẫu xe quá tuyệt vời đi gia đình. Tránh mưa tránh nắng, chạy dịch vụ. Em quay về phần máy cho anh em xem. Máy con này thì đại chất rồi. Dòng Toyota máy của nó thì không phải suy nghĩ đâu anh ạ. Đề phát lỗ ngay. Phần máy đây anh em nhá. Máy quá đẹp luôn rồi. Bình ắc quy bác chủ cũ bác cẩn thận, bác còn kê thêm cả cái miếng gỗ này vào cho nó chắc đây. Nhưng thực ra cái này bác không biết rồi, chứ còn riêng cái đẹp này anh em chỉ cần biết con ốc này chặt xuống là đè xuống là được, không cần phải cái thanh gỗ này. Nhưng bác cẩn thận bác làm thêm cái đấy. Máy móc sạch sẽ đẹp đẽ rồi anh em nhá. Máy nổ thì thầm luôn, máy đang nổ điều hòa anh em này. Nhìn ốc điều hòa đang chạy này, đang quay thích luôn. Máy nổ êm ru luôn. Loanh quanh cửa tiền là 200 thôi mà anh em mình có một cái mẫu xe đi gia đình. Bản E xịn nhá, không taxi dịch vụ. Bản E thì nó hơn cái là phanh ABS 4 bánh rồi là mọi cái có túi khí an toàn hơn anh em nhá. Anh em nào kết thì cho em xin nút đăng ký kênh. Số điện thoại em là 0966 862 666. Cảm ơn tất cả các bác xem video của em.